Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 4 đến với bài học môn địa lý của tuần 3. Ở bài học trước, các em đã biết dãy núi Hoàng Liên Sơn dài khoảng 180 km là một dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam, nằm giữa hai con sông là sông Đà và sông Hồng. Đỉnh Phan Xipang thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, cao 3.143 m, là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, cũng là đỉnh núi cao nhất Đông Dương, phải không nào? Sống ở địa hình chủ yếu là núi cao, sườn dốc, nhiều thung lũng, khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm. Người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn sinh sống ra sao? Nét văn hóa nơi đây như thế nào? Chúng ta cùng bước vào bài học mới để tìm hiểu các em nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay, một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. Bài học gồm những nội dung chính sau đây. 1. Hoàng Liên Sơn, nơi cư trú của một số dân tộc ít người. 2. Bản làng với nhà sàn. 3. Chợ phiên, lễ hội, trang phục. Các em thân mến, Hoàng Liên Sơn là nơi cư trú của hơn 20 dân tộc ít người. Chúng ta có thể kể tên một số các dân tộc như dân tộc Thái, dân tộc Dao, dân tộc Hơ Mông hay còn gọi là dân tộc Mông, dân tộc Dáy, dân tộc Hà Nhì, dân tộc Tày, dân tộc Nùng và một số các dân tộc khác. Nơi đây có sự phân bố dân cư theo độ cao rất rõ rệt. Hãy cùng nhìn vào bảng sau và thực hiện theo yêu cầu nhé. Dựa vào bảng số liệu, hãy kể tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao. Bài tập này thật dễ dàng phải không các em? Chúng ta có thể sắp xếp như sau. Các em biết không, dân tộc Thái sống ở độ cao dưới 700 mét, tức là sống ở vùng thung lũng, chân núi. Nơi đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp và các ngành nghề khác. Dân tộc Dao sống ở độ cao từ 700 đến 1.000 mét. Nơi đây còn được gọi là vùng dẻo giữa hay là sườn núi. Sinh sống ở độ cao này, người Dao chủ yếu chăn nuôi gia súc, trồng lúa cạn và làm một số nghề thủ công đấy các em. Còn dân tộc Mông sống ở độ cao trên 1.000 mét, còn gọi là vùng dẻo cao hay đỉnh núi, thì cuộc sống người Mông phụ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên. Họ phát nương, làm rẫy để sinh sống. Người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn sống ở các thung lũng, dẻo giữa và dẻo cao, thì việc đi lại, phương tiện di chuyển như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé! Các em ạ, người dân nơi đây cũng sử dụng các phương tiện đi lại như người dân nơi khác, đó là xe đạp, xe máy và cả ô tô. Tuy nhiên, ở những nơi núi cao, đi lại khó khăn, đường giao thông chủ yếu là đường mòn. Người dân chỉ có thể đi bộ hoặc đi bằng ngựa. Việc di chuyển bằng ngựa còn giúp người dân mang theo các đồ vật cồng kềnh và nặng, phải không nào? Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu nội dung thứ nhất đây các em. Hãy cùng cô ôn lại nhé! Dân cư ở Hoàng Liên Sơn thưa thớt. Một số dân tộc ít người như Dao, Mông, Thái. Giao thông có nhiều đường mòn, ở nơi đó người dân thường phải đi bộ hoặc dùng ngựa. Các em vừa tìm hiểu về đặc điểm dân cư ở Hoàng Liên Sơn. Vậy nơi sống của họ ra sao? Chúng ta hãy cùng khám phá ở nội dung thứ hai của bài học. Nội dung bản làng với nhà sàn.
Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn thường sống tập trung thành bản và các bản nằm cách xa nhau. Ở sườn núi cao, mỗi bản có khoảng 10 nhà. Các bản ở dưới thung lũng thì đông hơn. Nơi đây có một số dân tộc sống ở nhà sàn. Họ làm nhà sàn để tránh ẩm thấp và thú dữ. Nhà sàn được làm bằng các vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa. Ngày nay, nhà sàn còn được làm bằng các vật liệu như bê tông, gỗ quý, lợp ngói cho độ bền cao hơn. Trong nhà sàn, bếp được đặt ở chính giữa, không chỉ là nơi đun nấu, không chỉ để sưởi ấm khi mùa đông giá rét. Bếp lửa còn là nét đẹp tâm linh của con người nơi đây. Ánh lửa bập bùng trong căn bếp tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc, mong ước an vui của các gia đình. Như vậy, ở nội dung thứ hai, chúng ta đã được tìm hiểu dân cư ở Hoàng Liên Sơn sống tập trung thành bản. Một số dân tộc sống ở nhà sàn. Nơi ở của người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn quả là độc đáo phải không các em? Chúng ta cùng đến với nội dung thứ ba để tìm hiểu về những nét văn hóa nơi đây nhé. Nội dung thứ ba, chợ phiên, lễ hội, trang phục. Khác với vùng đồng bằng, trung du, chợ phiên ở vùng núi Hoàng Liên Sơn chỉ họp vào những ngày nhất định. Vào những ngày này, chợ thường rất đông vui. Người dân đến chợ với hành lý đơn sơ, có khi là những chiếc gùi, có khi là những cái sọt, bên trong đựng các sản vật để trao đổi, mua bán. Điểm chung của các chợ phiên là hàng hóa. Hầu hết các nông sản địa phương hay nông cụ sản xuất do chính bàn tay người dân làm ra đều được bày bán. Từ các sản phẩm sạch như măng rừng, rau vườn nhà, khoai, sắn, các sản phẩm thổ cẩm cho đến gà vịt thả vườn và cả nông cụ sản xuất. Chợ phiên không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lưu văn hóa và gặp gỡ, kết bạn của nam nữ thanh niên. Các em thân mến, nét văn hóa đặc trưng của người dân ở Hoàng Liên Sơn không chỉ thể hiện ở những phiên chợ, nơi đây còn có các lễ hội như hội chơi núi mùa xuân, hội xuống đồng, lễ hội nào sồng và nhiều lễ hội khác. Lễ hội của các dân tộc thường tổ chức vào mùa xuân với các hoạt động như múa sạp, nấu cơm, múa hát, ném còn. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể hơn qua video sau đây nhé! Xã Pha Long, huyện Mường Khương, ngay từ sáng sớm, từng đoàn người súng xính trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ nhất đã hối hả xuống núi để kịp khai hội Gầu Tàu, lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Mông. Địa điểm khai hội Gầu Tàu là một quả đồi thấp có đỉnh bằng phẳng để tiện cho việc tổ chức các nghi lễ và hoạt động vui chơi. Ngày mở hội Gầu Tàu thường là ngày Thìn hoặc ngày Sửu trong dịp đầu xuân. Đồng bào chọn một cây tre cao thẳng để làm cây nêu. Đây cũng chính là khu vực trung tâm của lễ hội. Mở đầu lễ hội là nghi lễ báo cáo thần linh, trời đất về kết quả một năm lao động sản xuất vừa qua cùng những mong ước của cộng đồng trong năm mới. Hội Gầu Tàu còn có tên gọi khác là hội chơi núi. Bởi vậy mà ngay sau phần lễ cúng thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu thì phần hội được bắt đầu. Không gian biểu diễn văn nghệ, tái hiện phong tục tập quán và các trò chơi dân gian được mở rộng ra khắp các ngọn đồi, khu ruộng quanh nơi tổ chức chính lễ, tạo nên một không khí vô cùng sôi động. Rất đông người dân từ các địa bàn lân cận và cả du khách trong nước quốc tế cũng háo hức đến hội Gầu Tàu để được hòa mình vào không gian mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Mông Tây Bắc. Sau 3 đến 4 ngày chơi hội Gầu Tàu, bà con vùng cao sẽ xuống đồng, bắt tay vào một mùa vụ sản xuất mới. Như vậy, những lễ hội dân tộc đặc sắc mang đậm dấu ấn của đồng bào vùng núi Hoàng Liên Sơn đều chứa đựng những tình cảm, đạo lý, trao truyền những khát vọng và thông điệp có ý nghĩa phải không các em?
Và điều thú vị hơn nữa, ngoài chợ phiên, lễ hội, thì trang phục của người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn cũng rất đặc sắc. Chúng ta cùng theo dõi và tìm hiểu tiếp nhé! Các dân tộc ít người ở vùng núi Hoàng Liên Sơn thường tự may quần áo, khăn gối. Mỗi dân tộc có cách ăn mặc khác nhau. Các em hãy cùng cô ngắm nhìn trang phục của một số dân tộc qua video sau đây nhé! Chắc hẳn các em dễ nhận ra đặc điểm chung trong trang phục của các dân tộc là được may, thêu trang trí rất công phu và thường có màu sắc sặc sỡ, phải không nào? Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ ba của bài học ngày hôm nay rồi. Hãy cùng cô hệ thống lại nhé! Nội dung thứ ba: chợ phiên là nơi buôn bán, giao lưu. Lễ hội thường diễn ra vào mùa xuân và có các hoạt động chính như múa sạp, ném còn, vân vân. Trang phục được may thêu công phu, sặc sỡ. Hy vọng rằng qua bài học địa lý hôm nay, các em có thêm những hiểu biết về người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn. Sau đây mời các em đọc lại ghi nhớ của bài học nào. Hoàng Liên Sơn là nơi dân cư thưa thớt. Ở đây có các dân tộc ít người như dân tộc Thái, dân tộc Dao, dân tộc Mông. Dân cư thường sống tập trung thành bản và có nhiều lễ hội truyền thống. Một nét văn hóa đặc sắc ở đây là những phiên chợ vùng cao. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.